Đây, đồng cô đang quay các bạn chưa? Đấy. Đầu đét luôn. Xin chào tất cả bạn em, mình là Hưng đây. Yeah, ngày mới chúc cả mười vui vẻ nha. Đấy các bạn ơi, hôm nay Hưng chế tạo một chiếc phi thuyền chạy bằng lực đẩy của gió các bạn nhá. Đấy các bạn nhìn chưa? Đây là cái chiếc phi thuyền của mình các bạn nhỉ. Đấy các bạn nhá. Hôm nay mình đã thiết kế này. Động cơ của nó là cái máy cắt cỏ mình đã chế các bạn nhìn chưa? Đây cái máy cắt cỏ đây. Cái này là cánh quạt của các bạn nhìn này. Đấy mọi người nhá. Đây cái cánh quạt của nó này, cánh quạt này để quay nhá. Đấy, đây là động cơ của máy cắt cỏ. Còn cái này các bạn này chính là cái điều chỉnh hướng lái các bạn nhá. Cái đuôi của cái mỏ vịt các bạn. Như cái thuyền thường có cái mỏ vịt để các bạn điều chỉnh là hướng lái này, hướng lái kia các bạn nhá. Thì mình sẽ đẩy bằng cái điều chỉnh hướng lái này bằng cái này. Đấy, khi mà gió nó quay nó tạo một cái lực đẩy các bạn nhá. Nó đẩy đi các bạn ạ. Đấy. Thì đây là cái về phần động cơ các bạn nhá. Đấy, động cơ và khung thuyền mọi người ạ. Đấy. Đây mình sẽ ngồi ở trên này các bạn này. Đấy, mình sẽ ngồi ở trên này. Mình sẽ cầm cái này mình bóp lái nhá, để ga các bạn ạ. Đấy, điều chỉnh các bạn này. Điều chỉnh hướng lái các bạn nhá. Đấy như này các bạn nhìn chưa? Đấy, hay chưa? Rồi. Bây giờ mình sẽ lổ động cơ cho các bạn xem nhá. Đấy, không các bạn bảo là cái động cơ này là chết dở các bạn ạ. Ai da. Đấy các bạn chưa? Cánh quạt nó quay các bạn ạ. Đấy. Đấy các bạn nhìn này. Sẽ cầm cái này bóp này. Bóp cái này nhá, nó sẽ quay. Hay chưa? Yeah. Hay không các bạn ơi? Đấy, các bạn thấy mình sáng tạo chưa? Rồi. Còn cái phần này, cái ống các bạn này, để cho cái thuyền nó nổi lên thì mình phải có ống các bạn nhá. Đấy, đây là ống đây các bạn nhìn chưa? Đây là bộ ống mình đã làm hết rồi. Mình đã gắn keo hết rồi các bạn nhá. Đây các bạn nhìn này. Đầu này mình đã bịt keo kín hết rồi. Nó sẽ nổi lên, ống rất là to các bạn nhá. Bây giờ mình sẽ bắt đầu lắp vào thuyền này. Đấy, các bạn thấy video này hay, nhớ like và chia sẻ video ủng hộ mình các bạn nhá. Bây giờ mình sẽ lắp vào thuyền. Mọi người nhá. Đấy, nhân cái này lên rồi đặt vào. Đặt cái này vào. Quân nhân lên, quân ra đầu nhân lên. Rồi. Rồi ra đít nhân. Được rồi. Đấy bây giờ mình sẽ buộc dây thít vào để cho nó cố định lại các bạn nhé. Đấy các bạn ơi, bọn mình đã làm xong rồi nhá. Bây giờ sẽ khơi xuống. Nào. Yeah, lặng phết các bạn ạ. Câu câu trên đây này. Yeah. À, lặng lặng lặng, từ từ. Khéo khéo khéo. Yeah. Được. Được chưa? Các bạn thấy hay chưa? Rồi. Còn nó hiện bao nhiêu không hả Quân? Khéo nhá. Từ từ. Thế ông nó gãy. Từ từ. Rồi. Đẹp rồi, đẹp rồi, đẹp rồi, đẹp rồi các bạn ơi. Ơi, bây giờ Hưng bắt đầu lổ máy nhá. Đấy, để xem cho các bạn xem cái động cơ này mạnh như thế nào. Đấy, xem nó dùng cái sức đẩy của gió, xem cái thuyền này có di chuyển các bạn nhá. Đấy, các bạn thấy video hay nhớ like chia sẻ cùng mình nhá. Bây giờ mình sẽ giật cái con motor lên. Đấy. Ây giời ơi, không lổ các bạn ạ. Đây. Quân dơ cây à cho các bạn xem. Đấy.
Đấy các bạn thấy chưa? Yeah. Đấy các bạn thấy trôi chưa? Đấy. Các bạn thấy hay chưa? Rồi các bạn thấy hay chưa? Hơi đằng sau cái khói này vả người nó hơi bỏng các bạn ạ. Đấy, nó đi nó không được nhanh các bạn nhá. Rồi cái do là cái cánh quạt này của mình các bạn nhá, mới lại cái động cơ này nó hơi yếu, cho nên là nó di chuyển nó không được nhanh các bạn ạ. Đấy các bạn chưa, hay chưa? Đấy. Rồi. Đấy các bạn thấy chưa, hay chưa? Hơi yếu các bạn nhỉ. Rồi. Quay đầu sang kia các bạn ơi. Wow. Các bạn thấy hay chưa? Đi. Đấy các bạn thấy sáng tạo chưa? Nhanh chưa các bạn ơi? Mình ga tí nữa nhá. Nó không được nhanh lắm các bạn nhá. Cố lên. Ôi làm mất người các bạn ạ. Cái động cơ này nó phản. Hơi chậm các bạn ạ. Nhưng đây là cái chuyện này của mình, cơ bản là cái motor này nó bé các bạn ạ. Nên là đẩy mạnh nó không mạnh các bạn nhá. Các bạn thấy hay chưa? Motor này hơi bé nên là đi nó hơi bị ấy các bạn nhá. Đấy, bây giờ mình chuyển hướng các bạn này. Chuyển hướng nhá. Ê. Chuyển hướng sang kia các bạn ạ. Hơi rát lưng các bạn ạ. Khí ở cái motor nó thổi vào người. Bỏng hết lưng các bạn ạ, mình phải lé này. Các bạn thấy hay chưa? Yeah. Rất là ngầu các bạn nhỉ. Đầu đét luôn. Ê các bạn ạ, nói chung là đi cái thuyền này cũng đã các bạn nhé. Bởi vì là cảm giác là mình không phải chèo thuyền, chèo lái các bạn ạ. Đấy, mình chỉ cần bắn như này là được các bạn nhé. Đang đi các bạn ơi. Đây nhá, mình đang điều khiển bằng chân các bạn này. Động cơ đang quay các bạn chưa. Đá quá các bạn ơi. Đấy các bạn hãy chế tạo cái thuyền như này đi cho nó sướng các bạn nhá. Mọi người có thể chế tạo cái thuyền như này được các bạn ạ. Đây động cơ đang quay các bạn chưa. Đấy. Quay rất tí các bạn ạ. Đấy mình điều khiển bằng chân luôn các bạn nhá. Điều khiển chân luôn này.
Đấy các bạn ơi. Các bạn thấy thuyền của mình sáng tạo chưa? Đấy, mọi người thấy đẳng cấp chưa? Nói chung là con thuyền này của mình thì nói thật các bạn là nó đi nó hơi chậm các bạn ạ. Bởi vì là thứ nhất là cái motor này của mình là hơi yếu các bạn nhé. Và cái cánh quạt này mình chế nữa, nên là cái sức gió đẩy nó không được mạnh các bạn ạ. Đấy, thì đây là cái thuyền chạy bằng phản lực gió các bạn nhé. Đấy, phản lực của động cơ máy bay các bạn này. Thì các bạn thấy cái video hay nhớ like và chia sẻ ủng hộ mình các bạn nhé. Cái thuyền này thì lổi thoải mái luôn, hai người trèo đây còn thoải mái luôn các bạn nhé. Đấy, bởi vì là những cái ống nhựa này nó không khí của nó các bạn ạ, nó chứa được rất là nhiều lổi, nói chung là khả năng phải 4 người lên đây vẫn lổi các bạn nhé. Đấy các bạn chưa, như mình đây thoải mái này các bạn này, đó các bạn nhé. Ui, động cơ bóng rát luôn các bạn ạ. Và cái này các bạn này, khi mà cái động cơ lổ nhá thì cái khí thải của nó thổi qua đây các bạn này, trực tiếp vào lưng của mình, nóng lắm các bạn ạ, nóng ơi là nóng các bạn nhá. Đấy, ok. Thì các bạn ơi, các bạn có thể là học tập và làm theo cái thuyền này, chế này của mình các bạn nhá. Đấy, thì các bạn ạ, clip của mình chắc là dừng lại tại đây rồi. Đấy, cảm ơn mọi người đã xem video của mình nhá. Chúc tất cả các bạn ngày mới vui vẻ. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp mọi người trong video tiếp theo nhá. Bye bye.